Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với thử thách nhanh như chớp phiên bản bóng đá TV và thể thao TV. Hai nhân vật tham gia tranh tài lần này sẽ là hai cậu bạn thân nhau như thể tay chân ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Phong Hồng Duy. Luật chơi rất đơn giản, ngay sau khi câu hỏi được đưa ra, ai trả lời nhanh và chính xác hơn sẽ có điểm. Nếu cả hai trả lời chính xác đồng thanh thì điểm số được tính cho cả hai. Hãy cùng xem ai là người chiến thắng. Nhanh quá mọi người vậy. Tôi nhanh như chớp anh. Không đánh rồi thì tính. Mày. Tương lai. Còn đáp án khác có thể là ngày mai. Ngày mai. Mình đã phải suy nghĩ đến ngày mai mình mới trả lời. Hai cộng bốn. Rồi để mình nói con nói to. Phải đừng phải đâu. Phải cộng năm. Phải cộng năm. Tám mười tám cộng ba hai. Ba. 35. Đúng. Lắm rồi. Hai cộng 470. Ngủ. Đúng. Bắp bắp. Quần gì rộng nhất? Đúng. Bắt chân. Bằng chân. À, bằng chân. Bằng chân. Bằng chân. Kiến tiền. Kiến thức. Kiến á. À, em đang yến. Đúng. Đúng. Lưỡi không có mắt. Có gì? Mũi mà không có mắt. Mũi không có miệng. Có sống mà không chết. Con gì? Con lưỡi mà không chết. Nhìn lạ đời ấy, trời. Lại. 5, 4, 3, 2, 1, dao. Dao à? Dao. Con dốc. Đúng. Dốc. Hiểu kìa đúng. Dây. Được. Không phải. Đấy mẹ là gì cắn? Đấy mẹ không bị cắn. Còn... con gì không ấy, ồ nhưng mà nó gần gà. Con gà nhựa. Một. Một. Câu này tính. Tên gì cũng được. Phương. Tên Phương chứ đâu có bạn. Nhà Phương có 4 anh em mà. Đi xỉu giờ máu thì tị tội người thân dậu tốt hợi. Dậu. Hợi. Đi không? Sau. À sau mà. Mẹ trước. Bỏ cà. Mà đâu bị cà. Cá. Cua. Bò. Mèo. Cá. Sai. Bò. Sai. Mèo nha. Con mèo. À, mèo. Mèo. Cá là con cung là gì? Đặt trông vào đâu? Cung. Cá là cái gì? Sông ngư à? À. Mèo mèo mèo, rửa mặt cho mèo. Chẩn chuôn. Bê-cu. Bê-cu. B-X-U. Em nghĩ cũng bình thường. Thì tại vì em dù sao cũng là kiến thức của đại học.